Từ xưa, các tôn giáo trên thế giới đều lưu truyền những giáo điều hướng dẫn con người giữ gìn một đời sống đạo đức, bao gồm việc trường chay để tôn trọng mạng sống của loài vật, duy trì sự hài hòa thiên nhiên theo tôn chỉ của Thượng Đế. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi các trích đoạn bàn luận về việc ăn chay qua kinh điển của các tôn giáo. Đạo Baha'i. Về việc ăn thịt thú vật và trai tịnh, người biết chắc chắn rằng từ lúc khai thiên lập địa, Thượng Đế đã định rõ thực phẩm cho từng chúng sinh. Ăn uống ngược lại quyết định đó không được chấp nhận. Trích từ tài liệu của Đạo Baha'i về một vài khía cạnh của sức khỏe và sự chữa lành. Phật giáo, tất cả thịt mà chúng sinh ăn đều là thịt thân nhân của họ. Kinh Thủ Lăng Già. Đạo Cao Đài. Điều quan trọng nhất là ngưng sát sanh, bởi vì thú vật cũng có linh hồn và hiểu biết như con người. Nếu chúng ta giết để ăn thịt chúng thì sẽ nợ chúng món nợ máu. Giáo lý của Thánh Nhân về việc giữ 10 điều răn, tránh giết hại. Thiên Chúa Giáo. Thịt cho vào bụng và bụng để chứa thịt, Thượng Đế sẽ hủy diệt cả hai. Cô-rinh-tô, đoạn 6, dòng 13. Khi răng chúng vẫn còn dính máu, trước khi nuốt, sự phẫn nộ của Thiên Chúa sẽ bốc lên chống lại con người, và Thiên Chúa sẽ trừng phạt con người bằng bệnh dịch lớn vô cùng. Khổng Giáo. Người có trí không chịu nổi khi thấy cảnh khổ của tha nhân, cho nên đại trượng phu nhìn thấy thú vật còn sống thì không thể nào chịu nổi nhìn thấy chúng chết, nghe tiếng chúng kêu khóc khi bị giết. Quân tử không thể ăn thịt thú vật. Mạnh Tử. Ấn Độ Giáo. Bởi vì ngươi, tín đồ Hồi giáo và những người khác không thể làm thú vật sống lại, ngươi chịu trách nhiệm cho việc sát hại chúng, do đó ngươi sẽ xuống địa ngục, không có cách nào để cứu độ ngươi. A-di Lila. Người ham muốn làm đẹp da thịt của mình bằng cách ăn thịt sinh vật khác sẽ sống trong đau khổ khi đầu thai làm bất cứ loài vật nào. Maha Harata Anu. Hồi giáo. Allah sẽ không khoan dung một ai trừ khi họ khoan dung với các chúng sinh khác. Tiên tri Mohammed. Đừng để dạ dày của ngươi trở thành mồ chôn thú vật. Tiên tri Mohammed. Do Thái giáo. Phàm người nào trong nhà Do Thái hoặc khách lạ ngụ giữa các ngươi mà ăn một thứ huyết nào thì ta sẽ giận dữ cùng người đó và trút họ ra khỏi đồng bào. Lê-vi. Đạo Sikh. Những người dùng ma túy, ăn thịt, uống rượu, cho dù họ đi hành hương, kiêng ăn và theo nghi lễ, tất cả cũng sẽ đi địa ngục. Đạo sư Grand Sahib. Lão giáo. Đừng đi lên núi để bắt chim trong tổ, hoặc đến sông suối để tẩm độc loài cá và cá tế. Đừng giết bò được cày ruộng cho mình. Lão Tử. Quả giáo Ba Tư. Ta Thượng Đế Ahura Mada phán rằng, những cây cỏ đó đem mưa xuống trên địa cầu để mang thức ăn đến cho tín đồ và cỏ khô cho bò hiền lành. Avesta Remida Phaga. Mọi người biết trường chay tốt cho sức khỏe và cứu vãn địa cầu. Họ sẽ đánh thức tự tánh vĩ đại, nhân ái, thương yêu của họ, và rồi cảnh giới tâm thức của họ sẽ tự động nâng cao. Họ sẽ hiểu nhiều hơn bất cứ lúc nào, và họ sẽ gần với thiên đàng hơn hiện giờ.